Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một chiếc mũ lưỡi chai thể thao Adidas như thế này, với mũ móc vô cùng đơn giản. Cái mẫu này rất là thể thao luôn nè các bạn. Chúng ta ở cái phần lưỡi chai này viền toàn bộ là những cái hàng mũ móc đơn, rất là cứng cáp luôn nè các bạn. Nó không có yểu xìu đâu, cho nên là các bạn yên tâm nha. Chúng ta sẽ móc và diện cho bé boy của mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Với cái nón này mình sẽ dùng mica cotton mình móc nha các bạn. Và cái thân nón mình sẽ sử dụng màu số 14 nè. Và cái phần viền của mình thì mình sử dụng màu số 22 và một ít màu trắng để mình trang trí nha các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim móc 3.0mm, kéo cắt len, kim khâu len và thước dây hoặc là thước kẻ để mà chúng ta sẽ đo nha. Và chúng ta sẽ sử dụng hai cái nút này để mà chúng ta trang trí nữa nè. Ở clip trước á các bạn, mình đã hướng dẫn cho các bạn đọc hiểu các bạn số đo móc nón này. Mình có tổng hợp cái vòng đầu từ sơ sinh cho tới người lớn luôn. Các bạn có thể là chụp màn hình lại cái bảng này, hoặc là các bạn sẽ nhấp xuống cái phần mô tả. Mình sẽ để cái link hướng dẫn đọc hiểu cái bảng này để mà các bạn có thể là áp dụng nha các bạn. Và từ cái đỉnh đầu xuống tới cái lỗ tai ở trái tai các bạn, thì mình có liệt kê nè, cũng là từ sơ sinh đến người lớn luôn, cái chiều cao là bao nhiêu cm á. Và những cái lưu ý khi các bạn móc bằng len thì như thế nào, móc bằng sợi thì như thế nào nè các bạn. Chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này để mà chúng ta làm tặng hoặc là bán gì đó. Còn nếu mà các bạn có bé thì các bạn sẽ tự đo vòng đầu của bé và đo từ cái đỉnh đầu xuống nha các bạn. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn móc cái nón kết thì chúng ta sẽ không có sử dụng là cái số đo từ đỉnh đầu xuống tới cái trái tai được, mà chỉ là cái đỉnh đầu xuống tới cái phần mang tai của bé thôi à các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ này nha. Thì mỗi cái size nó sẽ trên lệch 1cm nè các bạn. Ví dụ như cái size hôm nay mình móc là 6 tháng nè, bé 4 tháng thôi. Đây, bé 4 tháng nhưng mà cái vòng đầu là 43cm, mình sẽ móc cho bé là 44cm nè các bạn. Tại vì còn cái độ giãn của len nữa, và từ cái đỉnh đầu xuống mang tai của bé là chỉ có 10cm thôi, nhưng mà mình sẽ móc là 12cm cho bé để bé độ được lâu hơn nè các bạn. Thì ở đây các bạn có thể là dựa vào cái 12cm này của mình để các bạn độ qua bên đây nè các bạn. Ví dụ như cái size của mình móc là nó sẽ tầm từ 6 đến 12 tháng á các bạn. 4 tháng nhưng mà lớn cũng nhanh mà đúng không các bạn. Thì mình sẽ lấy 16 trừ đi cho 4cm nha các bạn. Mình sẽ còn là 12cm nè. Tức là mỗi cái hàng này từ cái đỉnh đầu xuống tới cái lỗ tai các bạn sẽ trừ ra khoảng 4cm cho mình đi, để mà mình sẽ móc cái phần nón kết vừa với cái mang tai nha các bạn. Đây, ví dụ như 0 đến 3 tháng thì chúng ta sẽ ít có móc cái nón kết đúng không các bạn. Mình sẽ tính là từ 3 đến 6 tháng nè. Thì các bạn có thể là lấy là 15 mà trừ đi cho 4 thì các bạn sẽ móc là 11cm nha. Từ 6 đến 12 tháng nè, các bạn sẽ lấy 16 này nè, trừ đi cho 4 là các bạn sẽ móc là 12cm. 1 đến 2 tuổi các bạn có thể lấy 17 hoặc là 18. Nếu mà các bạn lấy 18 thì các bạn sẽ móc từ đỉnh đầu xuống tới cái lỗ, xuống tới cái mang tai là 14cm. Thì những cái này các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình ha, trừ đi 4cm là chúng ta sẽ ra. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lấy cái len đi rồi chúng ta sẽ móc. Mình sẽ móc là vòng đầu là 44cm nè. Trong quá trình móc là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần len. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua. Các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào cái vòng tròn này. Các bạn sẽ móc 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 3 mũi cuối cùng 12. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này, siết cho nó chặt lại luôn nha các bạn. Các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên này, kéo len qua. Một mũi chuột. Sau đó các bạn lại kéo cho nó thẳng lại. Bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai. Chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào cái chân móc. Chúng ta vừa móc hai mũi móc xích á, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép. Chân móc thứ hai, các bạn sẽ cũng móc hai mũi móc kép. Chân móc thứ ba, các bạn sẽ làm tương tự. Và mỗi cái chân móc này các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc kép cho tới cuối hàng, chúng ta sẽ được 24 mũi móc kép. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua. Chúng ta thực hiện một mũi chuột. Các bạn móc lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc kép. Chân móc thứ ba, 1 mũi móc kép. Chân móc thứ tư, 2 mũi móc kép. Và các bạn sẽ để ý thấy là 1 kép và tới 2 kép, 1 kép tới 2 kép. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng luôn nha các bạn. 1 kép, 2 kép. Móc đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng chúng ta cũng sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, chuột mũi. Các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc 1 kép. Chân móc thứ 2, 1 kép. Chân móc thứ 3, 2 kép. Chân móc thứ 4, 1 kép. Chân móc thứ 5, 1 kép. Chân móc thứ 6, 2 kép. Như vậy là công thức tăng mũi của chúng ta sẽ là 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng. 1, 1, 2. Mình đã móc đến cuối hàng và chúng ta cũng sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng thứ tư. Bây giờ các bạn móc lên 2 mũi móc xích, chúng ta sẽ móc hàng thứ năm, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1 kép. Chân móc thứ hai, 1 kép. Chân móc thứ ba, 1 kép. Chân móc thứ tư, 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ 5, 1 kép. Thứ 6, 1 kép. Thứ 7, 1 kép. Chân móc thứ 8, 2 kép. Vậy thì công thức tăng mũi của chúng ta sẽ là 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Và cái cụm bên đây các bạn cũng sẽ móc cho mình là 1, 1, 1, 2. Chúng ta sẽ tăng mũi vào cái cụm đã tăng ở trước đó các bạn. Nè, chân móc thứ hai của cái cụm tăng mũi trước đó. 1 1 1 2. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng. Mình đã móc xong cái hàng thứ năm rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo cái chu vi này để cho các bạn tham khảo nha. Đây các bạn. 10.5 cm. Và
Có thể là các bạn khi móc 5 cái hàng móc này, các bạn sẽ không có đạt cái số chu vi là 10.5cm này, hoặc là có thể là hơn 10.5 nha các bạn, tùy theo cái tay móc. Các bạn có tùy cái độ cao của mũi móc kép này các bạn, do cái tay móc là kéo cao hay là kéo ngắn nữa. Cho nên các bạn sẽ dựa theo cái chu vi mà các bạn sẽ móc nha. Ở đây là 5 hàng móc là mình được 10.5 rồi nè. Ví dụ như cái vòng đầu của mấy bé mà dưới 6 tháng á các bạn là tầm 40cm nè. Các bạn sẽ lấy 40 chia cho 3,14 sẽ được là 12,7. Thì các bạn sẽ trừ đi cái độ giãn của len tầm 1 đến 1.5 đi. Các bạn sẽ móc là khoảng 11.5 thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn móc hết nguyên cái hàng thứ 6 á các bạn, nguyên cái hàng thứ 6 mà các bạn vẫn tăng là đều 12 mũi á, thì mỗi hàng móc là các bạn sẽ đếm đi. Chúng ta sẽ hàng thứ nhất là 12 mũi, hàng thứ hai là 24 nè, hàng thứ ba là 36, hàng thứ tư là 48, hàng thứ năm là chúng ta đã được 60, tức là mỗi hàng chúng ta đã tăng 12 mũi. Nếu mà các bạn kết thúc cái hàng này mà các bạn muốn móc cái vòng đầu là 40 mà các bạn lại tăng đều hết 12 mũi là nó sẽ ra là cái chu vi nó sẽ là tầm 13 mấy á các bạn. 13 mấy mà cộng với độ giãn của len nữa là nó ra nhiều lắm. Là nó ra bằng với cái size của mình á. Nè, 13 mấy nè các bạn, bằng với cái size mà 44cm này của mình nè, cái vòng đầu á mình móc á. Thì các bạn sẽ tăng cho mình vài mũi ở cái hàng thứ 6 này thôi nha. Ví dụ á, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc hàng này đi bằng một cái mũi trượt. Các bạn sẽ tăng cái hàng thứ 6 này đối với cái vòng đầu khoảng 38-40 á, các bạn sẽ tăng là 3-4 mũi thôi. 3-4 mũi. Còn nếu mà khoảng 41-42 á, các bạn có thể là tăng 4-6 mũi nha các bạn. Nếu mà các bạn thích nó rộng rãi hơn xíu thì các bạn sẽ tăng 7-8 mũi cũng được luôn. Rồi, cái vòng đầu là 44 của mình á, thì mình sẽ móc là hết nguyên cái hàng thứ 6 này, tăng 12 mũi luôn. Như vậy ha các bạn. Rồi, tăng như thế nào? Tăng ở đây 1 điểm. Rồi, ở đây 1 điểm, ở đây 1 điểm. Nếu mà các bạn tăng 3 điểm. Còn nếu tăng 4 điểm á, thì các bạn sẽ tăng ở đây 1 điểm, bên này 1 điểm, bên đây 1 điểm và bên đây 1 điểm cho nó tròn đều hơn các bạn. Nếu mà tăng 6 mũi thì các bạn sẽ xen kẽ một cái tăng, một cái không tăng, cái tăng, cái không tăng đến cuối hàng. Nếu mà các bạn tăng 8 mũi thì các bạn cũng chia ra như thế. Tăng 8 mũi thì mình sẽ bỏ 4 cái chân móc trống. 4 chân móc trống tức là chúng ta sẽ không có tăng vào cái cụm đó nha các bạn, chứ không phải là bỏ qua không móc nha. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái hàng thứ 6 này là mình sẽ tăng đều 12 mũi. Còn nếu mà cái vòng đầu mà lớn hơn á các bạn, ví dụ như 46, 48, 50 á, thì các bạn tăng ở hàng thứ 7 là sẽ tăng vài mũi nữa thôi. Đừng có tăng hết nha các bạn. Nếu mà tăng đủ 12 mũi giống như mấy hàng trước là nó sẽ ra 50 mấy luôn á. Rồi cái đó thì các bạn vừa móc và chúng ta vừa đo nha, để mà chúng ta sẽ biết được chúng ta nên dừng tăng mũi ở cái chỗ nào. Bây giờ mình sẽ móc cái hàng thứ 6 này, mình sẽ tăng đều 1 nè, 1 và 2. Rồi, công thức của chúng ta sẽ là 1, 1, 1, 1, 2. Các bạn sẽ làm những cái cụm tương tự như vậy đến cuối hàng nha. Cái nón này thì nó hơi sẽ khó nè. Cái size của mình nó hơi khó nè các bạn. Tại vì bé thì đầu thì nó to hơn bình thường, nhưng mà cái chiều dài từ cái đỉnh đầu xuống tới mang tay thì nó thấp hơn. Cho nên không biết là ra sản phẩm nó sẽ như thế nào đây. Bây giờ các bạn sẽ móc tương tự những cái cụm này cho tới cuối hàng nha. Chúng ta sẽ móc liên tục là 4 mũi móc kép cho mỗi chân móc. Tới chân móc kép thứ 5 chúng ta sẽ móc là 2 mũi móc kép cùng một chân. 1, 1, 1, 1, 2 đến cuối hàng. Mình móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này.
các bạn móc lên hai mũi móc xích. Và bây giờ mình sẽ đo lại cái chỗ này đi các bạn, coi coi có đúng là 13 mấy không. Đây các bạn, đúng là 13cm luôn nè. Bây giờ mình sẽ làm hàng thứ 7 này, không có tăng mũi gì cả nha các bạn. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Một mũi đầu tiên, mũi kế tiếp, mũi kế bên. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy đến cuối hàng. Hàng thân thì chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép. Tới cuối hàng các bạn lại chụp mũi và kết thúc cái hàng đó lên nhiều hàng kế tiếp. Nếu mà các bạn muốn cái phần viền khác màu một xíu á, các bạn có thể thay màu giống như mình. Còn các bạn muốn trơn luôn á, các bạn không muốn đổi màu, thì các bạn sẽ móc thẳng tới cái mang tay của bé. Rồi chúng ta sẽ làm cái phần đuổi chai nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tới cuối hàng đi. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ chụp mũi nha. Ôm sát vào nhau và chụp mũi. Rồi khi mà các bạn không có tăng mũi nữa thì cái phần này nó đã cụp lại như thế này nè các bạn. Đó, nó đã cụp lại như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên những cái hàng móc tới cái mang tay của bé nha các bạn. Nếu các bạn móc thẳng không đổi màu thì các bạn sẽ móc tới cái mang tay. Mình sẽ đổi màu ở những cái hàng cuối. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình những cái chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng, trượt mũi móc lên hàng tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo và đến cái độ cao. Các bạn sẽ gặp lại, chúng ta sẽ đo từ cái đỉnh đầu, từ cái chóp nón như thế này, đo xuống tới cái size này. Mình sẽ móc theo cái chiều cao của bé. Bé chỉ có 10 thôi, nhưng mà mình đã trừ hao là 12 rồi nè các bạn, cho lớn hơn xíu luôn á. Cho nên là mình sẽ móc độ khoảng là vài hàng móc nữa, tới khoảng 10-10.5 á, mình sẽ thay màu và mình sẽ móc thêm một hàng màu tối này nữa. Rồi như vậy là chúng ta hẹn nhau khi mà chúng ta móc tới cái điểm mà chúng ta mong muốn nha. Bây giờ mình đã móc tới cái đoạn là khoảng 10cm rồi nè các bạn. Và mình sẽ móc lên một móc xích, mình cắt cái đoạn len này và mình đổi cái màu len nha. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời á các bạn. Nếu mà các bạn làm đơn màu thì các bạn sẽ không có cần cắt len nha. Kéo len này qua, móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Các bạn nhớ nẹp cái len thừa vào trong mũi móc nha các bạn. Nẹp hai cọng này lại luôn. Chân kế bên một kép, chúng ta sẽ làm tương tự y hệt như cái hàng màu đậm này nè các bạn. Mỗi chân móc là chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc kép, xong rồi chúng ta sẽ kết hàng và chúng ta lên thêm một cái hàng móc nữa nha. Mình đã viền xong hai hàng cuối cùng rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái lưỡi chai nha. Mình sẽ giảm size kim lại đi các bạn, để cho cái mũi móc của chúng ta nó cứng cáp hơn ha các bạn. Chúng ta sẽ không có cần nẹp cước á. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi. Mình sẽ làm cái hàng lưỡi chai bằng cái màu này nè các bạn, màu đậm á. Các bạn lấy cái màu đậm ra cho mình nha. Đây các bạn có thể thay thế kim nhỏ hơn là 2.5mm hoặc là kim hai đầu số 34. Mình sẽ dùng cái đầu số 4 nè các bạn. Các bạn sẽ lấy hai cái kim đánh dấu này ra nè. Mỗi cái tháng tuổi á các bạn, mỗi cái năm tuổi á, sẽ có cái vùng thái dương á, cái chiều dài ở cái vùng trán các bạn, từ cái thái dương này tới cái thái dương bên đây nó sẽ có số cm khác nhau. Nhưng mà mình cũng phải dựa vào cái vòng tròn của nón để mà mình làm ha các bạn. Mình không thể nào mà làm cái lưỡi chai nó làm ngắn như thế này được. Nó phải là từ ở cái mép bên phía này. Và cái vùng thái dương á,
mà của cái size bé này nè, thì mẹ bé có đo là 14 cm. Bây giờ là mình sẽ đo 14 cm ở chỗ này nha các bạn. Mình lấy cái hàng mặt phải nè, đây, cái hàng mặt trái mình kết hàng nè, mình để ra phía sau luôn. Bây giờ mình đo cái hàng mặt phải, mình để nó như thế này nè. Rồi cái mình sẽ đo là 14 cm nha các bạn. Mình phải để cho nó đây, bên đây bên đây, mình phải chia làm sao cho nó đối xứng với nhau nha các bạn, để mà chúng ta móc cái mũ này nó đẹp hơn. Đây, mình sẽ đánh dấu ở chỗ này một điểm nè, đây là 14 nè các bạn, đây là một điểm nè. Rồi như vậy là mình đã chia xong rồi đó các bạn, chia xong cái chỗ này. Mình kiểm tra lại coi coi là nó có đều mũi không. Ở đây là 1 2 3 4, đâm kim trong móc thứ 5. Ở đây là 1 2 3 4, đâm kim trong móc thứ 5. Như vậy là nó đã đều rồi nè các bạn. Thì ở cái phần thái dương này, các bạn sẽ đo bé để mà chúng ta chia chính xác hơn nha các bạn. Tại vì nhiều khi á, bé nhỏ thì cỡ là 12, 13, 14, bé lớn hơn nữa thì có thể là 15, 16 nha các bạn. Nó chênh lệch thì cũng 1 cm cho từng size thôi à. Cho nên là các bạn có thể là tham khảo. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lấy cái len này, chúng ta sẽ đâm kim vào cái kim móc màu tím nè các bạn. Đây, mình đánh dấu màu tím chứ. Mình nói kim móc. Bây giờ các bạn sẽ kéo cái phần len này qua nha. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc kế bên nè các bạn. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1 2, chân kế tiếp 2 mũi móc đơn, chân kế bên 2 mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy đến cuối hàng, chừa ra cái chân móc cuối cùng, chúng ta sẽ móc 1 mũi móc đơn vào đó thôi nha các bạn. Nẹp cái len thừa này vào trong mũi móc luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn đến cuối hàng nha. Bây giờ các bạn sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra nha. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này 1 mũi móc đơn, lên 1 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc lại. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nè, cái form của chúng ta nó đã bè ra như thế này nè các bạn. Nó có một cái vòng như thế này và nó đưa ra nè. Bây giờ ở những cái hàng móc kế tiếp, chúng ta sẽ giảm mũi đầu và mũi cuối nha các bạn. Chúng ta sẽ không đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, đâm kim vào cái chân móc thứ hai á. Các bạn sẽ móc một mũi trượt, sau đó các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng, chừa ra hai chân móc cho mình nha. Mình đã móc đến cuối hàng nè các bạn, còn lại hai chân móc mình sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng á, một mũi trượt. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Thì bây giờ chúng ta đã được một cái form lưỡi chai như thế này rồi nè các bạn. Nó đã có sự cúp lại rồi nè. Hồi nãy là chúng ta tạo một cái độ phồng cho nó cao lên, và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm vài hàng móc nữa theo cái size tùy ý với các bạn nha. Muốn làm cái phần mũ lưỡi chai này nè cho nó dài thêm một tí, hoặc là vừa phải thôi, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái hàng móc. Ở đây là cái size này, mình sẽ làm khoảng 5-6 hàng móc mũi đơn như thế này nha các bạn. Quay ngược cái đầu móc này lại, bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào chân kế tiếp một mũi trượt. Bây giờ các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng, và cũng chừa lại hai chân móc cho mình. Xong rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc cuối cùng đó các bạn. Rồi lên hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Chúng ta cũng sẽ móc vào chân móc thứ hai một mũi trượt, và lại làm những mũi móc đơn đến cuối hàng, cũng chừa ra hai chân móc cuối cùng đó.
và các bạn sẽ trượt vào cái chân móc cuối nha. Xong rồi các bạn làm khoảng 5-6 hàng móc đi, tính từ cái hàng này luôn nè các bạn. Ở đây là chúng ta đang móc hàng thứ 3, thì mình sẽ gặp lại khi mà mình móc đến độ khoảng hàng thứ 5 hoặc là hàng thứ 6 nha các bạn. Mình đã móc tổng cộng là 6 hàng mũi móc đơn các bạn. Cứ giảm đầu một mũi và cuối một mũi. Thì cái sự giảm mũi đó hồi nãy là mình đã có nói cho các bạn rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái size lớn hơn các bạn có thể là sử dụng thêm một hàng nữa nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền lại cái hàng này nha các bạn. Mình sẽ viền cái phần phía trên này là bằng những cái mũi trượt. Rồi chúng ta sẽ viền ở cái hàng này là mũi móc đơn luôn nha các bạn. Móc lên cho mình một móc xích. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai này các bạn. Các bạn sẽ móc một mũi trượt. Chân móc kế tiếp một mũi trượt. Chân móc kế bên một mũi trượt. Các bạn sẽ làm những cái mũi trượt đến cuối hàng móc. Mình còn một cái chân móc cuối cùng, mình cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc này. Các bạn móc lên một móc xích. Đây các bạn, đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này, các bạn sẽ trượt mũi. Từng ở chân móc đầu hàng á các bạn sẽ trượt mũi. Bây giờ các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc này nha. Chúng ta sẽ trượt mũi thẳng xuống phía dưới này. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái bên đây cho nó vững vàng hơn á các bạn. Bây giờ những cái chân móc ở phía dưới này các bạn sẽ viền lại mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Các bạn sẽ viền như vậy cho tới đầu bên đây. Mình đã móc tới cái điểm bên đây và chúng ta sẽ không móc vào cái chân móc chỗ giao nhau này. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi móc đơn trên này. Một mũi trượt, chân móc kế tiếp nè các bạn. Một mũi trượt. Tiếp tục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái hàng đầu tiên này luôn. Trượt mũi. Các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha các bạn. Cắt hết những cái đoạn len thừa. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần trên đây nè. Cái chỗ này nó bị trống trống rồi các bạn, vì mình móc những cái hai mũi móc đơn cùng một chân á, cái nó làm giãn cái này ra. Mình sẽ móc một cái đoạn từ phía bên này nè các bạn. Mình sẽ móc dài qua bên đây để mà mình dán nó kết nó vào. Xong cái mình để hai cái nút này lên. Bây giờ để cái nút handmade đi các bạn cho nó đẹp ha. Handmade hoặc là nút màu đen cũng đẹp nữa các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị sẽ giấu cái phần len thừa này cho mình nha. Đây các bạn, thành phẩm cái mũ lưỡi chai của chúng ta nè. Cái phần này á, cái phần lưỡi chai á, rất là cứng cáp luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cái mặt phía trước cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đo nha. Ở chỗ này nè, các bạn sẽ cách cái chỗ mà chúng ta làm hàng đầu tiên nè các bạn. Các bạn sẽ đo lệch qua khoảng hai chân móc nữa nha. Tính từ cái chân móc này thì 1, 2, 3 nè. Các bạn sẽ đo luồn qua đây. Thì bên đây các bạn cũng sẽ chừa ra 3 cái chân móc. 1, 2, 3 nè. Là tầm 20cm nè các bạn. Vì là cái hàng mũi kép hai bên, cho nên là mình sẽ móc một cái đoạn dây móc xích dài khoảng 18-18.5cm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây đi. Bây giờ mình sẽ móc nè. Mình đã tạo được một cái dãy móc xích dài 18cm như thế này nè các bạn. Đó. Rồi mình sẽ không cần đếm mũi nha. Các bạn sẽ dùng kim
3.0 để tiệp với cái nón nha các bạn. Các bạn móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chúng ta sẽ tạo mũi móc kép vừa phải thôi, không cần cao quá đâu nha các bạn. Các bạn sẽ làm liên tục mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép đến cuối hàng luôn nha. Khi móc đến cuối hàng, các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này nè các bạn. 6 mũi móc kép nữa là tổng cộng chúng ta sẽ có 7 mũi móc kép ở cái chân móc cuối cùng nha. 3 rồi đó. 4. 5. 6. Và mũi cuối cùng nè các bạn. Chân móc đầu tiên bên hàng này, các bạn sẽ móc một mũi móc kép, nẹp cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Chân móc kế bên, các bạn cũng sẽ móc một kép. Các bạn sẽ làm liên tục như vậy đến cuối hàng luôn nha. Đến cuối hàng còn cái chân móc cuối cùng này, chúng ta sẽ móc 6 mũi móc kép vào đây. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này 6 mũi móc kép nữa. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ chượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Như vậy là chúng ta đã đồng đều hai bên rồi nè các bạn. Các bạn sẽ kéo cái phần len này cho nó dài ra đi. Rồi các bạn sẽ giấu len cho nó dễ nha. Các bạn sẽ dùng chỉ may hay là keo nến hay là cái gì mà các bạn cảm thấy kết vào được á, thì các bạn sẽ sử dụng nha. Các bạn sẽ đưa nó xuống ở phía dưới này, đưa nó vào trong mũi móc, tạo một cái nút thắt trước đi các bạn. Đó, nó đã chắc chắn rồi đó các bạn. Đưa nó vào trong đây luôn đi. Cắt cái phần len này nha. Hồi nãy mình tính để cái chữ handmade này lên nè các bạn. Nè, chữ handmade này lên nè. Mà mình thấy nó chìm quá à. Đây, như vậy nè. Nhưng mà cái này, cái kích thước nó thì mình ưng ý. Nhưng mà mình thấy là cái màu đen này nó sẽ nổi hơn á các bạn. Nó có cái điểm nhấn hơn. Thì chắc là mình sẽ làm cái màu đen nha các bạn. Nút nó màu đen đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng keo dán á, keo nến á, các bạn dán vào cho nó chuẩn form luôn cũng được nha các bạn. Rồi các bạn cũng may hai cái hạt nút ở đây để tạo điểm nhấn. Hoặc là các bạn có thể là móc cái mặt cái con gì á cho nó vừa tầm thôi, các bạn để vào đây cho bé. Như vậy cũng đẹp nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm việc này nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta hoàn thiện được cái sản phẩm nha các bạn. Mình đã lấy keo nến, mình dán cái phần ở phía trước này rồi nè các bạn. Và chúng ta được một cái form nón dễ cưng như thế này. Rất là manly luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình một cái cọng len màu trắng dài nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo logo của Adidas nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn len dài. Len dài nha các bạn. Và chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len này. Mình lúc đầu á, mình tính làm màu trắng rồi. Nhưng mà mình hồi nãy á, mình có thử lên á các bạn. Thì màu trắng thấy nó không có hợp á. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cùng màu với cái này luôn nha. Các bạn có thể là tham khảo nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh cái điểm ở giữa này. Giữa cái mũ, giữa cái lưỡi chai này nè các bạn. Chúng ta sẽ
coi ở chỗ cái điểm giữa nha. Điểm giữa của chúng ta thì mình thấy là ở chỗ này nè. Đây. Thì bây giờ mình sẽ giống nó lên. Nè, giống nó lên nè các bạn. Thì nó sẽ nằm ở ngay cái điểm này. Đây. Các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới lên nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ giữ cái đoạn len này lại nè. Một lát nữa mình sẽ khâu vào trong mũi móc. Bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình. Giống thẳng lên đây. Chúng ta sẽ làm hai hàng móc thôi nha các bạn. Nè, 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 5 này nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ để cái len này nè qua bên đây. Chúng ta sẽ đâm kim từ phía dưới lên cái chân móc thứ 5 này. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua. Rồi kéo cho nó chặt lại như thế này nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới từ phía trên xuống, xuống ngay cái điểm này luôn. Và các bạn lại kéo cái phần len này qua. Đó. Chúng ta sẽ làm cho nó gọn gàng lại. Sau đó là các bạn lại để cái cọng len này qua đây nữa. Để cái cọng len này qua đây. Và chúng ta lại đâm kim từ phía dưới này lên. Lần thứ hai á các bạn. Kéo len qua. Rồi, chúng ta đã được một cái búp nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn lại đâm kim từ trên xuống tới chỗ này nữa. Kết thúc lần thứ hai. Bây giờ mình làm thêm một lần nữa nè các bạn. Các bạn lại để cái len này qua đây. Đâm kim từ phía dưới lên. Kéo len qua. Rồi các bạn sẽ kéo nó chặt lại như thế này. Rồi chúng ta đã tạo được một cái búp nhỏ như thế này rồi nè các bạn. Các bạn lại chốt mũi từ phía trên xuống. Chúng ta đã kết thúc được một cái nhánh đầu tiên như thế này. Bây giờ mình làm cái nhánh ở giữa. Tại vì nó sẽ có ba búp á các bạn. Tạo đầu tiên thì các bạn sẽ để cái len này qua. Mặc định là như thế nha các bạn. Và các bạn sẽ đâm kim từ phía dưới lên cái điểm ở giữa này. Kéo len qua. Đó, rồi các bạn sẽ kéo rút nó lại. Đâm kim từ trên xuống. Kết thúc lần thứ nhất. Lại để qua bên đây. Đâm kim từ phía dưới lên. Làm lần thứ hai. Chốt lần thứ hai lại. Đâm kim từ trên xuống. Lại làm lần thứ ba. Để cái phần len này qua đây. Đâm kim từ dưới lên. Chốt lại bằng cách đâm kim từ trên xuống. Rồi, bây giờ các bạn căn chỉnh nó lại. Một lát nữa mình căn chỉnh nó cho nó đều đều lại cũng được nữa các bạn. Rồi bây giờ ở bên đây chúng ta làm một cái thứ hai. Chúng ta sẽ đếm nè, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba này nè. Để cái len này qua. Đâm kim từ dưới lên. Nè các bạn, để cái len này lên nè. Đâm kim từ phía dưới lên cái chân móc thứ ba này. Rồi các bạn lại tạo 3 lần y hệt như nãy giờ mà mình đã hướng dẫn cho các bạn nha. Đó, chúng ta kéo lại. Rồi các bạn sẽ luồn về. Rồi sau đó các bạn lại đi tiếp. Và các bạn làm xong cái này đi. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha.
Mình đã làm tới cái búp thứ ba rồi đó các bạn. Bây giờ còn một cái cuối cùng, cái lượt về á, thì mình sẽ đâm kim xuống phía dưới này luôn nha các bạn. Nè. Bây giờ các bạn cột hai cái này lại đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ giấu nó vào trong cái mũi móc để nó chắc chắn hơn nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ cắt một cái một thôi. Rồi cái này nè, các bạn sẽ giấu vào trong mũi móc đi. Làm thêm một lần ở đây nữa. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái đoạn len thừa này nha. Là chúng ta đã có được cái thành phẩm rồi đó các bạn. Mình đã giấu cái phần len đó xong rồi đó các bạn. Khi hồi nãy mình móc mẫu á, cho các bạn nè, thì mình để gần mình á, thì cái những cái búp này nè, nó sẽ đều hơn. Hồi nãy á, mình để xa người mình quá, cho nên là mình thấy nó không có được đẹp mấy các bạn. Và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ móc tạo cái búp này đẹp hơn mình á. Mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu nón Adidas này, các bạn nhớ like video này giúp mình nha. Và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn á. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu nón lưỡi chai này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.